Chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày 15 tháng 10 năm 1956, ngày 15 tháng 10 năm 2021 và hướng tới kỷ niệm chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày Thủy Nguyên quật khởi 25 tháng 10. Chiều ngày 13 tháng 10, huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Thủy Nguyên tổ chức chuỗi các hoạt động phong phú ý nghĩa. Dự chương trình có đồng chí Bùi Văn Hậu, huyện ủy viên, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đại diện Ban đoàn kết thanh niên, lãnh đạo một số phòng ban ngành của huyện. Phát biểu tại Ngày hội Thanh niên Tôn giáo năm 2021, đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư huyện đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện nhấn mạnh: Ngày hội nhằm tạo điều kiện để thanh niên tôn giáo trên địa bàn huyện giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong các hoạt động đoàn hội. Tại đây, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện sẽ ra mắt câu lạc bộ thể thao thanh niên tôn giáo trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Thủy Nguyên. Câu lạc bộ là sân chơi bổ ích nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, kỹ năng sống, sinh hoạt văn hóa tinh thần giữa các tôn giáo, qua đó góp phần xây dựng phong trào đoàn cơ sở vững mạnh. Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo đã tặng hoa và trao quyết định thành lập câu lạc bộ thể thao thanh niên tôn giáo cho ban chủ nhiệm và các thành viên. Ngay sau lễ ra mắt, các đại biểu đã tham gia giao lưu cầu lông với các trận đấu đầy sôi nổi và kịch tính. Với tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi, các vận động viên đã thi đấu hết sức mình, cống hiến cho khán giả nhiều pha cầu hay, hấp dẫn, qua đó góp phần rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, làm phong phú thêm hoạt động đời sống văn hóa tinh thần, qua đó tăng tinh thần đoàn kết giữa các cơ sở đoàn trên địa bàn. Chiều cùng ngày tại vườn lan Seven Nguyễn, xã Quảng Thanh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Thủy Nguyên đã tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ yêu lan huyện Thủy Nguyên trực thuộc huyện hội. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện đã chỉ định ban chủ nhiệm câu lạc bộ với 5 thành viên. Việc ra mắt câu lạc bộ yêu lan huyện Thủy Nguyên thể hiện sự quyết tâm, đoàn kết, thống nhất cao và nguyện vọng của tất cả người dân yêu lan trên địa bàn. Với mong muốn bảo tồn, giao lưu, chia sẻ và giúp đỡ các thành viên cùng phát triển, câu lạc bộ yêu lan huyện Thủy Nguyên sẽ là nơi kết nối và chia sẻ niềm đam mê, đồng thời khuyến khích đẩy mạnh phong trào chơi hoa lan, giúp các thành viên câu lạc bộ chia sẻ cách làm hay, sáng tạo, cùng giao lưu, chia sẻ, thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật tạo món ăn tinh thần bổ ích sau những giờ làm việc, lao động căng thẳng, tăng cường tình đoàn kết gắn bó làm phong phú thêm đời sống tinh thần của các thành viên. Từ đó thúc đẩy sân chơi lành mạnh, bổ ích đối với những người yêu thích, nuôi trồng, chăm sóc và kinh doanh hoa lan, từng bước phổ biến một thứ vui tao nhã và góp phần làm tăng thân hữu giữa các thành viên, nhất là trong đoàn viên thanh niên và những người yêu thích hoa lan trên địa bàn. Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo đã tặng hoa và trao quyết định thành lập câu lạc bộ yêu lan huyện Thủy Nguyên cho ban chủ nhiệm và các thành viên.